Sưu tầm đồ cổ là thú chơi tao nhã nhưng cũng lắm công phu. Nhà sưu tầm Võ Minh Luân ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã dành nhiều thời gian để sưu tầm những cổ vật có giá trị, tạo riêng cho mình một bảo tàng nhỏ với tên gọi Ngôi Nhà Chóe Đại Ngàn. Bước vào nơi đây, người xem không khỏi ngạc nhiên và tán phục, như lạc trong thế giới cổ xưa của người Tây Nguyên. Cuộc sống sinh hoạt đời thường, phong tục tập quán của vùng đất Đại Ngàn đầy nắng và gió hiện rõ trên các bình gốm mà anh sưu tầm. Hương Quỳnh xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì Hương Quỳnh đang có mặt tại Ngôi Nhà Chóe Đại Ngàn, nơi đây lưu giữ hơn 10.000 hiện vật cổ xưa có giá trị và đã được nhà sưu tầm trẻ Võ Minh Luân sưu tầm từ khắp mọi nơi trên thế giới với mong muốn là nhằm bảo tồn và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Và xin được giới thiệu đến quý vị các bạn ngay bên cạnh Hương Quỳnh đây là anh Võ Minh Luân. Xin được chào anh ạ. Lần đầu tiên thì Hương Quỳnh được đứng giữa một không gian có nhiều hiện vật cổ xưa như thế này. Vậy anh có thể giới thiệu đôi nét về niềm đam mê sưu tầm cổ vật của anh ạ? Bản thân tôi là người được sinh ra và lớn lên ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thì chính vì vậy thì tôi có một cái niềm đam mê về văn hóa Tây Nguyên. Thì bắt đầu năm 2013, tôi bắt đầu sưu tập những cái hiện vật cổ xưa mang nét văn hóa Tây Nguyên. Và hiện tại thì tôi để các hiện vật đó ở Ngôi Nhà Chóe Đại Ngàn ở số 10 Hạ Chiều, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thì đó là một trong những cái mà bộ sưu tập mà cổ vật mà tôi rất là yêu thích và tôi mong muốn là gìn giữ và bảo tồn những cái cổ vật ở đây cho mọi người dân ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk biết được, hay là những du khách khi họ đến với tỉnh mình, họ biết tìm hiểu về những cái nét văn hóa Tây Nguyên. Vâng, như vậy thì anh đã sưu tập những cổ vật từ năm bao nhiêu? Và có thể giới thiệu đôi nét về Ngôi Nhà Chóe Đại Ngàn cho Hương Quỳnh cũng như là quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn ạ. Cái Ngôi Nhà Chóe Đại Ngàn này thì được tôi xây dựng vào năm 2018. Và hiện tại thì ở đây tôi để trưng bày những cái hiện vật cổ xưa liên quan đến chóe cổ thuộc các dòng gốm khác nhau qua 2.000 năm lịch sử gốm sứ của Việt Nam. Thì ngoài những cái mà hiện vật chóe cổ gốm sứ thì tôi có những bức tranh về văn hóa Tây Nguyên đạt giải khu vực và quốc gia của các họa sĩ nổi tiếng ở trong nước và ngoài nước. Và ngoài ra thì tôi còn có trưng bày những cái cuốn sách cổ xưa về mang nét văn hóa Tây Nguyên. Hương Quỳnh nhận thấy rằng là anh cũng nhắc khá nhiều đến các cổ vật mà đậm nét văn hóa của người Tây Nguyên đúng không ạ? Vậy thì anh có thể chia sẻ lý do vì sao mà anh lại thích sưu tầm những cổ vật của Tây Nguyên thế ạ? Ở Ngôi Nhà Chóe Đại Ngàn này thì có rất là nhiều mà dòng gốm sứ cổ xưa của Việt Nam. Thì ở riêng ở tỉnh Tây Nguyên mình á thì có những cái dòng sứ cổ rất là quý giá, như là dòng gốm Gò Sành, dòng gốm Châu Ổ, dòng gốm Quảng Đức. Đó là những cái dòng gốm sứ cổ, nó có cách đây từ 200-300 năm cho đến gần 1.000 năm. Thì như các bạn thấy ở đây thì đây là những cái chóe cổ của Việt Nam mình được sản xuất ở Bình Định vào khoảng thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ 17. Nhà sưu tầm Võ Minh Luân sinh năm 1985, sinh ra và lớn lên tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nên ngay từ nhỏ anh đã thường xuyên được tiếp xúc cũng như tìm hiểu về văn hóa Tây Nguyên. Chính vì vậy, anh rất yêu thích những cổ vật liên quan đến vùng đất này, đặc biệt là chóe. Bởi người Tây Nguyên thường dùng chóe trong đời sống hàng ngày để chứa rượu cần, nước uống, gạo, hoặc dùng trong đời sống tâm linh để cúng thần linh qua các lễ hội, chia của cho người thân quá cố, v.v. Nhưng nhiều thập niên trước cùng với cổng chiêng, chóe Tây Nguyên cũng không tránh khỏi hiện tượng chảy máu cổ vật. Với tâm nguyện muốn bảo tồn về hình ảnh chiếc chóe Tây Nguyên, ít nhất là trên đồ gốm, anh Luân đã dành nhiều thời gian công sức, tiền của, sưu tầm các dòng chóe cổ Việt Nam có hình tượng về Tây Nguyên. Đến nay, bộ sưu tập của anh có hàng trăm chiếc chóe từ dòng gốm Châu Ổ, Gò Sành đến dòng gốm Quảng Đức và hàng ngàn hiện vật có hình dáng hoa văn hoặc công năng liên quan đến Tây Nguyên. Vậy thì anh sẽ thích nhất dòng gốm nào ạ? Còn dòng gốm thì mình thích rất là nhiều dòng gốm ở Việt Nam mình. Thì ở Việt Nam mình có rất là nhiều cái dòng gốm khác nhau. Thì mỗi cái dòng gốm nó có một cái nét đẹp riêng. Thì qua đó thì mình thấy cái nào mình đẹp thì mình sẽ giữ gìn lại. Còn nói mà ví dụ như mình thích nhất dòng gốm nào thì hiện tại thì dòng gốm nào thì theo như Luân nghĩ thì Luân cũng thích hết. Hương Quỳnh nhận thấy rằng anh có rất là nhiều những dòng gốm có những hình tượng của những chú voi, biểu tượng đặc trưng của Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung, để chia sẻ cho mọi người cùng được biết ạ. Hiện tại thì tôi có ngoài những cái hiện vật gốm sứ mà liên quan đến chóe cổ
Thì tôi có những cái hiện vật về voi. Thì như các bạn đã biết á, thì hiện tại tỉnh ta thì có những cái chính sách mà bảo tồn voi rất là quyết liệt để mình giữ gìn cái loài voi ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk mình. Thì ngoài cái công tác mà bảo tồn của tỉnh thì tôi có làm theo chủ trương và chính sách của tỉnh, thì tôi bảo tồn những cái hiện vật cổ xưa liên quan đến voi, như những cái dây săn voi, rồi những cái hiện vật mà mang hình tượng voi trên các dòng gốm sứ cổ ở Việt Nam mình, hay là những hình tượng mà chú voi được làm ở Giang Tao ở Lắc. Thì đó là những cái hiện vật mà cổ xưa mà tôi muốn giữ gìn. Thì trong cái voi thì nó có rất là nhiều dòng gốm sứ, giống như là gốm châu ổ cũng có, rồi gốm gò sành, rồi gốm bình dương, lái thiêu, rồi rất là nhiều. Đó là những cái mà tôi, thì ngoài cái, những cái hiện vật voi á, thì tôi có khoảng hơn 10.000 con voi trải dài rộng qua các đời khác nhau, qua 2.000 năm lịch sử gốm sứ ở Việt Nam mình. Trong thời điểm dịch vừa qua thì ngôi nhà trẻ đại ngàn của mình đã hoạt động như thế nào ạ? Trong năm qua thì sau khi mà tôi trưng bày những cái hiện vật này thì được rất nhiều người dân và du khách họ tới họ tham quan và họ rất thích thú và tìm hiểu những cái hiện vật này. Thì vừa rồi thì qua một năm thì phòng chống dịch, thì tôi hiện tại thì chủ yếu công tác mà ở ngôi nhà trẻ Đại Ngàn thì tôi giữ gìn và tôi bảo quản những cái hiện vật cổ xưa này. Thì mong rằng thì sau khi dịch được cải thiện thì tôi sẽ mở cửa lại để đón tiếp các du khách cũng như người dân thành phố Buôn Ma Thuột tới họ tham quan và tìm hiểu các hiện vật cổ xưa này. Trong rất nhiều hiện vật sưu tầm, anh Võ Minh Luân thường lựa chọn và để ý nhiều đến dòng gốm phía Nam, nhất là gốm Biên Hòa, bởi nó có nhiều hình ảnh dữ liệu liên quan đến Tây Nguyên như lễ hội Đâm Châu, Cổng Chiêng, săn bắt thú rừng, giã gạo, nhặt dài. Khi được đến thăm và trải nghiệm không gian trưng bày Tây Nguyên trên gốm của anh được sắp xếp theo từng tầng với niên đại và nguồn gốc khác nhau, chúng tôi mới hiểu hơn về lịch sử, đặc điểm và những điều thú vị độc đáo của các dòng gốm. Năm 2021 đã khép lại với nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Năm 2022 đã đến và như vậy chúng ta đang chào đón một năm nhâm dần mới, đúng không ạ? Và Hương Quỳnh thì nhận thấy tại ngôi nhà trẻ Đại Ngàn có những cổ vật đấy, thì những chú hổ, vậy thì anh có thể giới thiệu đôi nét về những cái cổ vật mà anh đã sưu tầm ạ? Ở ngôi nhà trẻ Đại Ngàn thì tôi có sưu tập những cái linh vật hổ. Thì linh vật hổ nó cũng có rất nhiều trên cái dòng gốm sứ Việt Nam. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho Hương Quỳnh một cái chế cổ thì có linh vật hổ ở trên đó. Thì đây là cái chế cổ thuộc dòng gốm gò sành, được sản xuất vào thế kỷ thứ 13 đến 16 ở vùng đất Bình Định xưa. Đây. Đây. Đây là một chiếc chế cổ, vâng, như anh chia sẻ là từ thế kỷ thứ 13 đúng không ạ? Vâng ạ. Vậy thì chiếc chế cổ này ngày xưa sẽ dùng để làm gì hả anh? Đây là một cái chế rất là quý, thì được tôi sưu tầm trong một nhà gia đình người ED thì ở huyện Lắc. Thì chiếc chế này trước đây được gia đình họ dùng là uống rượu cần, và đặc biệt ở chiếc chế này thì trên chiếc chế này thì có khắc hình tượng linh vật hổ. Thì cái như các bạn thấy thì trên cái tai của chóe, hay gọi là những chiếc vấu, thì có đắp nổi những con hổ. Thì trên này thì có 6 con hổ. Ngoài ra thì trên thân chóe thì có thêm 4 con hổ. Thì như các bạn thấy thì phía trước chiếc chóe này thì có hình tượng một con hổ đang cúi đầu xuống, thể hiện cho sự khiêm nhường. Ngoài ra thì ở trên này thì có những cái thế hổ khác nhau, hổ nó ngoắc đầu lên, giống như thể hiện đây là một vị chúa sơn lâm ở vùng đất Tây Nguyên Đại Ngàn. Thì trong dòng gốm gò sành thì đây là một chiếc chế rất quý giá mà tôi yêu thích. Như vậy thì hiện tại ngôi nhà trẻ Đại Ngàn ngoài dòng gốm có linh vật hổ này, thì còn sản phẩm nào, hiện vật nào có linh vật hổ nữa không ạ? Ở dòng gốm gò sành này thì ngoài cái chế mà có linh vật hổ này thì ngoài ra thì tôi có những cái hiện vật trên các dòng gốm khác, như là dòng gốm Lái Thiêu, Biên Hòa, Sông Bé, vân vân.
Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu cho Hương Quỳnh một cái chóe có linh vật hổ trên dòng gốm Lái Thiêu. Hương Quỳnh nghĩ rằng là không chỉ Hương Quỳnh mà quý vị khán giả cũng đang rất là nóng lòng muốn được chiêm những linh vật hổ trên những dòng gốm của bà đại. Rồi xin mời Hương Quỳnh đi hướng này. Thì đây là chiếc chóe gốm Lái Thiêu thì được sản xuất vào khoảng đầu thế kỷ 20. Thì trong giới sưu tầm đồ cổ hay gọi là chóe Lái Thiêu màu. Thì trên này nó có vẽ hình tượng con hổ rất là dũng mãnh đang chạy. Ngoài ra thì trên này thì có một người săn đang dung cung bắn. Ngoài ra thì ở sau là có cảnh núi rừng. Chiếc chóe gốm về tích săn bắn thú rừng có xuất xứ từ Bình Dương niên đại thế kỷ 20. Qua những hình ảnh trên chóe, người xem có thể hình dung ra cuộc sống cũng như cảnh săn bắt của người dân sống tại Tây Nguyên lúc bấy giờ. Yêu thích vẻ đẹp với ý nghĩa của chiếc chóe cổ này, anh Luân đã sáng tác ra bài thơ để chia sẻ về tích săn bắn. Như chuyện cổ tích xưa, vua dân cùng săn bắn, đem cúng cho thần linh, rồi chia thịt cả buôn, ăn cho no cái bụng, còn dư thì treo bếp, dành để đãi khách quý. Hình tượng hổ hay chú sơn lâm đã xuất hiện từ lâu và gắn bó với lịch sử của loài người. Trong văn hóa châu Á, hổ là một linh vật trong 12 con giáp tượng trưng cho sức mạnh và sự uy linh, trấn giữ cửa ải ngũ phương, chống lại tà ma. Trong 12 con giáp, hổ xuất hiện ở vị trí thứ 3 sau con chuột và trâu. Hổ là một loài thú lớn, hung hãn nhất trong 12 con giáp, dù rằng về sự khôn ngoan không thể sánh với khỉ và chuột, sự kiên trì có thể không sánh với trâu, nhanh không bằng ngựa, uy vũ không so sánh bằng rồng. Luôn lách và hiểm độc không thể bằng rắn, nhưng trong 12 con thú, hổ hội đủ các đặc chất như dũng mãnh, can trường, hiên ngang, dám tấn công cả những con thú to khỏe hơn nó. Nhờ những đặc chất ấy mà hổ là một trong những loài trở thành biểu tượng của sự hùng cường và sức mạnh vô song. Vì thế, hình tượng linh vật hổ xuất hiện nhiều trong văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, đời sống của người dân. Như Hương Quỳnh thấy, ở trên bàn này là các hiện vật về linh vật hổ và được sử dụng vào ngày xưa. Như đây là thấy một cái bình, đây có hình tượng con hổ. Thì trước đây cái bình này được dùng để sử dụng để cắm bông ngày xưa. Thì cái bình này là gốm Biên Hòa, được sản xuất vào khoảng thập niên 80. Ngoài ra thì chúng ta thấy là một cái dĩa. Thì đây là cái dĩa được sản xuất vào năm 1961, tức là 60 năm là năm Nhâm Dần luôn. Thì trước đây thì cái dĩa này thì được ông bà ta được dùng để làm để thức ăn. Thì cái dĩa này là gốm được làm bằng gốm Lái Thiêu. Ngoài ra thì ở đây thì chúng ta có một hình tượng là một cái tượng linh vật hổ. Thì cái con hổ này được làm tráng men rất là đẹp. Thì con hổ này được làm ở vùng Sông Bé, Bình Dương. Thì nó được làm vào cũng khoảng thập niên 80. Sơ về một chú hổ là có lẽ là vật trang trí trong gia đình ngày xưa. Như Hương Quỳnh thấy thì ngoài những cái hiện vật hổ mà tôi vừa giới thiệu thì chúng ta đây là có những cái con hổ màu trắng, đúng rồi, màu trắng hay gọi là bạch hổ, rất là quý hiếm. Có những con hổ bằng gỗ trước đây được làm ở vùng Tây Nguyên của chúng ta. Đây thì đây là một con hổ mà nó được khắc chạm mà rất là tỉ mỉ và đẹp, đầy đủ các bộ phận và nhìn cơ bắp rất là cuồn cuộn, nó thể hiện cho sự khỏe mạnh của một vị chú sơn lâm ở vùng đất Tây Nguyên Đại Ngàn. Ngoài các sản phẩm gốm, nhà sưu tầm Võ Minh Luân còn có đam mê sưu tầm nhiều sách báo, tài liệu cổ về Tây Nguyên, bản đồ tranh ảnh liên quan đến văn hóa Tây Nguyên. Với những hiện vật sưu tầm được, anh cũng có nhiều đóng góp cho hoạt động bảo tồn, tham gia trưng bày và hiến tặng cổ vật cho các bảo tàng các tỉnh Đắk Lắk, Bình Dương, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, v.v. Tuổi đời còn trẻ nhưng nhìn lại quãng đường bước chân vào lĩnh vực sưu tầm cùng những hiện vật mà nhà sưu tập Võ Minh Luân có được, đủ thấy tài năng và niềm đam mê sưu tầm của anh. Năm Tân Sửu 2021 đã đi qua, năm mới Nhâm Dần 2022 đã về. Mong rằng những dự định tốt đẹp trong tương lai, đó là ngôi nhà mang tên Ngôi Nhà Chóe Đại Ngàn của anh Võ Minh Luân, sẽ được đón tiếp nhiều du khách để cùng chiêm ngưỡng, tìm hiểu những hiện vật quý theo dòng lịch sử, nơi mà mọi người có thể tìm thấy các nền văn hóa xưa nay đã mai một theo thời gian.
Và một lần nữa xin được cảm ơn anh Võ Minh Luân cùng với gia đình đã có những chia sẻ rất là thú vị trong trình ngày hôm nay, để cho chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về giá trị bộ sưu tập cũng như là giá trị văn hóa lịch sử truyền thống không chỉ của Tây Nguyên nói riêng mà của Việt Nam nói chung, qua đó chúng ta có thể phát huy hơn nữa trong công tác bảo tồn. Bây giờ chúng ta đang cùng chào đón năm mới 2022. Xin được thay mặt những người thực hiện chương trình, xin chúc anh chị cùng gia đình có một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và sự như ý. Và xin được chúc toàn thể quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chúc mừng năm mới.